Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với trang đầu của anh Mayman Vlog. Ngày hôm nay chúng ta làm về từ Game Hero chấm mấy ông. Đây rồi, đây là Super Hero, đây là người chiến con. Trong chi tiết ngày hôm nay chúng ta sẽ phá kỷ lục game. Đây rồi, chúng ta sẽ cầm một cái cây bóng đèn đây ông này. Đúng rồi, một thằng đã chết, bén ta kêu, 5 kêu rồi. Hey hello, hello Super Hero. Một thằng nữa, à người nhện. Người nhện này làm món gì anh chiên xào hải sản luôn. Đâu kiếm thằng nào để đi, kiếm thằng nào để đi, kẹo sữa mấy người ta đi làm gì nữa. Đâu rồi, hello biết kẹo sữa mấy người ta đi làm gì sao? Một thằng hai thằng. Quá hay. Có hai thằng là sao ba thằng. Cầm cái búa đập vô bể đầu đằng kia luôn. Bốn thằng năm thằng luôn. Một phát chết hai luôn. Một cây thông đâm vô hai con thỏ. Không dè. Cậu biết ý nghĩa cậu đó là cậu gì nữa thì tôi nói nhảm thôi. Hai thằng. Quá dữ. Thằng này chém chết ba thằng trong lúc mà tôi nói chém hai thằng. Một thằng nữa luôn người. Lại chống đấu với anh Thúc kìa. Thì mày biết quýnh đâu quýnh mình dè. Giới sức hồi phục kinh nhạc anh ấy đã giết được hai thằng. Lên đây với anh. Một thằng nữa lên dĩa nữa luôn. Lên dĩa. Đúng người. Đây rồi. Tập hợp những đứa đồng bọn luôn người. Một đứa, hai đứa, ba đứa. Đâu đến đời, thằng này đứa, bốn đứa. Quá giòn tan. Giòn tan rụp rụp, quá dữ. Thà nốt búng tay một phát mà chết một thằng. Búng tay vô đầu. Thật ra nó cục số quá nhiều. Nó lấy gần tay đập vô đầu người ta luôn. Mà là búng tay nữa. Thì là kém sang quá mà. Thì là kém sang quá đi. Đúng người. Thì gọi là thà nốt, giết thà nốt. Venom. À, với là hai cái lông mày màu trắng. Nãy ta phá đảo thế giới đảo. Ngu người nè. Quả đỉnh cao thêm thằng Iron Man này nữa. Một thằng Iron Man. Còn đứa nào nữa không? Đứa nào bước ra đây nữa. Anh chặt rớt cái giò xuống luôn. Tha nút là 1-4-1. 1-4 là chết Tha nút luôn. 1-4 là chết Tha nút nha. Đây là thần kiếm. Đè lên mình thần kiếm. À giờ tao chém chết mà giờ đã đầu xanh á. Nhỏ mà có giỏ hay con? Nhỏ mà có giỏ nè. Nhỏ mà có giỏ nè. Cứu người. 39 kill liên tiếp. À nãy là đạt 39 kill liên tiếp. 4 chung. Đây rồi thằng thứ 41. Còn đứa nào nữa không? Không thì ngày hôm nay anh sẽ phá đảo thế giới ảo rồi. Thêm một thằng nữa để chết. Quá đỉnh cao. Một thằng nữa tên Trần Đức. Em họ của Trần Dông. Đứa này năm tên năm Đức. Đốt này được. Anh sẽ không tha cho bất cứ đứa nào mà đụng vô anh hết. Còn mấy đứa nào không đụng vô anh cũng giết luôn. Lấy trên chơi 48 kill liên tiếp. 49 kill. 50 kill, 51 kill, 52 kill. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Đúng là đốt trời đời có khác. Thằng Venom ngủ ghê. Tiếp theo. Lên tiếp theo đi. Lại là 16. Thần kiếm ma vô mù. Cầm quý một cái kiếm bự chà bá lửa luôn. Bự như một cái container gì đó. Đậu xanh nó như vậy thì ai chơi. Như vậy là ai chơi lại nó nữa. Sao mà kiếm quá dài và quá bự. Quá đỉnh cao đến một kêu rồi. Tha núi chúng tôi là chiếc bồ kêu. Dần đứt em họ dần chết luôn. Dùng đất trên đây tôi thấy quá nhiều hạt nhân. Bên ta kêu. Đâu ta mi đình. Thật ra tình là đốt ta mi đình. Ngủ người, nhà gót chỉ đời, đốt đời một phát chết luôn. Thêm đứa nào đến đây không, ra đây, ngay đây tao biểu coi. Con Út đâu, ngay đây tao chém cái coi. Làm gì mà chậm chạp gì hả? À đốt đời, có một thằng gót chỉ đời đang trên tình thấm. Bảy đầu tiếp theo. Lại là bà gót gót luôn, quá dữ. Quá đỉnh cao, quá nhanh và quá nguy hiểm. Chạy như vậy thì ai chơi. Một thằng nữa lên dĩa, hai thằng. Còn biết còn đứa nào đây không? Đây rồi, hai thằng gót đời. Gót đời. Gót một thằng nữa. À này thì hút thằng hút ngu người. Anh đập vào đầu là 7 đồng thôi. Thằng này đến ngu người. Anh này Joker nha, mấy em có coi phim của anh chưa hả? Đâu xanh này hút nạn kìa. Anh này Joker nha, mấy em có coi phim của anh chưa hả? Đâu xanh này hút nạn kìa. Anh này sống lại và anh giết hết tụi bay. Đập hút nạn này. Nãy đứa nào mới đánh anh chết vậy hả? Mấy tụi bay thật là không biết gì mà ngu người. Đây là bà con dị khúc, 7 đầu mày nè. Giỡn với anh hả? Giỡn với anh hả? Con dị khúc là hơi mạnh luôn đó. Không chê là bà 30 là full nha anh em, 30 là full. Ngu người, thằng quần què Joker này. Mày ngu chúng tôi nè, một thằng đớp bồ kêu. Thì mà thằng đó đã đời chip bồ kêu, qua ra kêu. Còn đứa nào nữa không? Câu dài thì vô đây, 98 xác rồi này mày. 98 mạng rồi bé ta kêu rồi. Câu ta mây đình lấy trên cho đi. Ai đăng? À Joker này khá là mạnh đó nha. Theo dõi mày đập cho mày cái, đập cho mày một cái nè. Joker đâu mà ra nhiều vậy hả? Joker nè, ngu người. Đâu là kiếm sĩ à? Kiếm, đậu xanh nó mạnh vậy? Đâu là kiếm sĩ à? Kiếm, đậu xanh nó mạnh vậy? Anh đã trở lại với anh Hải không chưa? Cái thằng khốn này nào mãi mới giết tao đâu hả? Cuối cái đây coi, mày đúng không? Mày mới giết tao đúng không? Mới bị lạc, một thằng. Hai đứa quá nhanh dạng. À, từng bước di chuyển anh thật là mê hoặc. Há đâu chạy hả con, chạy hả? Chạy nè hai thằng. Qua ra kêu bén ta kêu. Đúng ra mai dành. Quá dữ. Đây là người thơ nha anh em. Người thơ còn gọi là người sống thọ những cái giới đó.
nè, ngu người chẳng hoài ông chúng luôn mà tức ghê, thấy mà tức luôn nè. Ai là anh đơn ngu người tiến quá đây là bà con dê rồi, đây gọi là súp dê Vũng Hán, đây là món súp dê Vũng Hán nha. Hello lây corona thì mình chết. Ngu người ban thơ là Trần Dũng nè, ngu người nãy giờ gặp Trần Dũng hoài luôn nè, ngu nè. Thêm thằng nữa, thêm ba thằng ngu tụ đặt vô đây. À đù level nhỏ mà bài đặt giết level cao để bồ kêu 21 kiều liên tiếp, 22 kiều liên tiếp. Tôi đặt khốn nạn nữa không hả? Bơi ra đây nè, một thằng nữa còn đứa nào nữa không? Tôi thấy mới chạy dưới đây vậy, 24 kiều không biết là nãy giữ được kiều gì không hả? Giữ được hay không đây, 27 kiều rồi, 28 kiều thiệt là cu te quá mà ngu người, thì một cái là chết luôn. Quay đó là những món mồi ngon đấy nè, mà mấy thằng chút ép gì ngon lắm á. Một thằng nữa chết quá đỉnh cao siêu nhân cao luôn, quá đỉnh cao là siêu nhân cao. Thà nút đập một cái chết luôn, lấy danh tài đập vào mặt chứ không phải là búng tay đâu. 36 kiều liên tiếp này không được, no, ta sẽ mất số kiều, mất là khốn nạn. Đứng lại rồi, 37 kiều quá hay mà nãy vẫn còn giữ được số kiều đó. Lấy trên trời đi, 39 kiều, 40, 41 kiều. Mục tiêu của chúng ta là 100 kill liên tiếp nha anh em, 100 kill liên tiếp nha. 42 kill, 43 kill, quả nhanh nhẹn và nguy hiểm. Ngu người Venom với chúng tôi, thằng này nữa trên đầu. Sẽ cân hết luôn không? Bằng chứng gì vậy, cân hết mới vô dí được thằng Thor đây, thằng Thor và double kill. Còn đứa nào nữa không hả? Một thằng nè, hai thằng nè, thằng này nữa nè, ba thằng là quá nhẹ nhàng, quá đỉnh cao. Cái thằng khốn nạn kênh chụp hình chung với kênh guru nè, nãy thì tức chết đi mà, một thằng nữa, thêm thằng này nữa, hai thằng đây nè, leo vào năm giết là 10 luôn, quá dữ. Là tiến quá lên Batman, thêm thằng nào nữa đây, lương hả mày. Một thằng nữa, lên dĩa chúng tôi và lên dĩa chúng tôi. Còn thằng này nữa không? Còn thằng nào nữa không? Một thằng ngu người. Còn đứa nào nữa không hả? Đứa này chọc tao nữa, chọc tao, đập cho bảy đồng, đập cho mày bảy đồng luôn. Thằng này luôn, ngu người anh Yến hết luôn, anh cắt ru hết. Tụi bây làm gì anh đây hả? Thêm một thằng nữa nè, quả dữ. Nông Đức à, Marika, đi một đứa nữa. Còn đứa nào không? Hai đứa dính lẹo nhau à? Mày ngu người, quá đỉnh cao để anh vớt, lên đền vớt thêm một số đứa nữa nè, ngu người tu không và một số diễn viên khác, quá dữ. Thanos nè, ngu người nè, thêm một đứa là 32 kêu liên tiếp anh em ơi, 33 kêu. Thằng này trở lên dĩa lên là 33 biến hình, quá hay. Một thằng ngu điểm thú với chúng tôi à, thêm một thằng điểm thú với chúng tôi nè. Lấy trên chơi đi, lần nào cũng là lấy trên chơi đi. Ê, đứng lại ngu người. Ai biểu tôi kêu đứng lại thì đứng lại làm gì hả? Tôi kêu đứng lại thì phải chạy đi chứ. Ngu thiệt chứ. Một thằng nữa, thêm một thằng nữa. Còn đứa nào không? Đây rồi. Ơn về cậu đi rồi. Siêu nhân cầm kiếm, một thằng hai thằng. Điểm thúi là anh giết hết nha, cắt cổ hết luôn. Một thằng nữa, ra đi hết chúng tôi. À thì một thằng cắt kè qua đây nữa đây. Tắt kè bông nè, quá dữ. Còn đi lấy trên đi, 46 kiều liên tiếp. À đâu xuất hiện nè, ngu người. Thêm một thằng nữa nè, hai thằng nè. Tha nút nè, ngu người. Đi lên đây coi nào. Ha, xuất hiện một em bé xuống ghế bên tôi luôn. Một thằng nữa. Đây đây, xuống đi lụm chảo nè, lụm cái chảo nè, ngu người. Một thằng ngu, hai thằng ngu. Ngu chiếc bồ kêu luôn, ba thằng ngu, 56 kêu liên tiếp. À nãy sắp phá vỡ kỷ lục thế giới rồi anh em ơi. Thêm một thằng nữa là 57 kêu liên tiếp. Còn đứa nào biết không hả? Đừng có để ta nổi điên lên. 58 kiều liên tiếp. Đây rồi, thà đốt chiến đấu với đốt trader à. Mày thì ngu người chúng tôi. 60 kiều liên tiếp, 70 kiều liên tiếp. Thì là mới 61 trời. Đó chưa học lớp 1 mình đúng trai mà. Làm dữ vậy, cầm kiếm đồi tỏ ra nguy hiểm mà. Còn đứa nào nữa không? Sao sân trường nhắn tên vậy? Các bạn ơi hãy ra chơi đi nào. Chết mẹ rồi, mất kiều rồi. Rồi xong luôn, không tìm thấy được nào hết luôn. Nguyên cái sân trường nhắn tên luôn. Mẹ thật là đau lòng quá. Mất cái combo rồi anh em ơi, mất cái combo rồi. Rốt dài hơn, ngu người. Còn đứa nào nữa không hả? Giờ này tao chém chết hết. Ngu người. Qua đã kêu. Thằng mày đâu bên ta kêu. Mà đây, thằng này nữa nè. Đâu tao mày nhìn.
Khi một đứa gặp nạn, chẳng lẽ là hai đứa gặp nạn. Ngu người chúng tôi, thà nút vô nhà mà chơi. Bữa kia đây là anh chém tét mồm. Đứa nào không level 3 hả? Ui, á độ xanh á. Anh đã hồi sinh trở dậy rồi. Dứt nhanh đây mà, quá nguy hiểm. Cuộc sống thì là gian nan quá mà. Tốn hết một đồng xu để hồi sinh này, trả thù là khốn nạn này luôn. Mẹ nó dám giết tụi này mày. Vô cơ à, thằng vô cơ đây à. Vô cơ nè, con người nè. Mày bự hả mày, thằng mập địch này nữa. Anh chặt hết, anh giết hết. Tuy mới là 16 thôi mà anh hậu báo gì là 20 gì đó. Đỉnh cao nhất Sài Gòn. Đỉnh cao nhất Sài Gòn luôn. Đùa chúng tôi à. Gót dai dơ một cái thì chết luôn. Thêm mày một cái nữa là mày cũng chết luôn. À, đi về khu vực phía nam đây, bể đầu nha con. Chừa nha con, bể đầu nha. Má đù, gót dai dơ hậu báo à. Tiếp tục hậu báo lần hai à, ngu người. Anh à, thanh niên chết hai lần trên một vùng sông. Ông chết ba lần luôn. Hồi sinh chết, hồi sinh thì chết, hồi sinh và lại chết. Đỉnh cao chưa, lên là 18 rồi. À, tại đằng số này đời nãy rồi nè. Nữa nè, 7 giờ hơi bị diệt thì nói đời đời chết với tay người đó. Nhưng chắc thì nó hận cho lắm. Thì là khốn nạn mà. Từ đây tụi bay có biết gì là liêm sĩ không? Một thằng nữa. Gót về đời, gót về đời. Lại là gót về đời. Lại là gót về đời nữa. Hôm nay có nhiều thằng gót về đời chết về á. Đậu xanh, một thằng nữa. Lại là gót về đời. Ngu người. Lại là 19 nào, lại là bầm phát nào. Flat and furious. Vãi cứt. Voy a la playa, voy a subir a la marea.